Trong Liên minh châu Âu, Vương quốc Bỉ là đối tác thương mại lớn thứ 6 của Việt Nam. Trong ASEAN, Việt Nam là đối tác lớn thứ 2 của quốc gia này. Với chuyến thăm của phái đoàn hơn 20 doanh nghiệp của vùng Wallonie, Vương quốc Bỉ tại Việt Nam lần này là dấu ấn quan trọng cho phát triển kinh tế thương mại hai nước. Tại buổi họp báo giới thiệu đoàn doanh nghiệp vùng Wallonie, Vương quốc Bỉ do Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương phối hợp với Cơ quan Xuất khẩu và Đầu tư vùng Wallonie, Vương quốc Bỉ AWEX tổ chức, hai bên nhấn mạnh sự năng động trong quan hệ song phương giữa hai nước mở ra nhiều cơ hội kinh doanh hơn, đặc biệt là khi xem xét đến việc miễn thị thực đã áp dụng cho 7 quốc gia châu Âu. Những doanh nghiệp tham gia đều mong muốn tạo dựng những mối liên hệ hiệu quả trong thời gian thăm và làm việc tại Việt Nam lần này. Được biết, Cơ quan Xuất khẩu và Đầu tư vùng Wallonie AWEX là tổ chức xúc tiến thương mại và đầu tư của vùng Wallonie, Vương quốc Bỉ. Đây là khu vực nói tiếng Pháp, chiếm phân nửa diện tích Bỉ. AWEX có mạng lưới hơn 100 văn phòng ở nước ngoài, trong đó có một văn phòng tại Việt Nam. Việc ký kết ý định thư lần này được đánh giá là hoạt động xúc tiến thương mại hiệu quả nhằm kết nối và thiết lập các mối quan hệ bền vững cho doanh nghiệp hai nước.